Vâng, xin chào bác nhá, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Fed Audio. Ngày hôm nay thì em đang test một combo và bao gồm với một em đẩy công suất 2 kênh lưu sao LX8800 và một em vàng bãi bát tiêu DK5000. Đây là dòng rất là thuộc các bác anh em, đặc biệt là với em vàng số bát tiêu DK5000 rồi không ạ. Với giá mà anh em đang tìm kiếm ở trên thị trường thì nó rơi vào gần 5 triệu đồng. Nhưng bên em thì giá nó khuyến mãi rất sâu cho anh em rồi, và cả đẩy công suất nữa, hàng chính hãng của lưu sao. Em này thì công suất thoải mái cho bác đánh cặp loa 30-40 thoải mái. Và đây, combo ngày hôm nay thì sẽ bao gồm là vang và đẩy các bác nhé. Đấy, vang và đẩy. Còn em mic thì em đang nắp để em test thử tiếng cho bác nghe. Đây, test thử cái phần effect. Và anh em bảo là cài vậy thì không biết là về thì anh không có mốt rồi anh gọi chế độ kiểu gì thì em hướng dẫn cho anh em luôn, rất đơn giản thôi. Tất cả những cái chế độ mà em đã cài cho các anh em trước đó rồi, anh em muốn là ví dụ thay đổi ở các chế độ mic nhạc và đặc biệt hơn là cái hiệu ứng effect luôn, hiệu ứng effect ở hai phần đó, các chế độ khác nhau, các bác chỉ cần bấm nút effect này. Nút effect ngay ở phía bên phải và nút đầu tiên luôn này, bấm lên trên, bấm ngay ở đây thì nó sẽ thay đổi, nút đầu tiên sẽ nhấp nháy ở phần effect nhé, các bấm tiếp tục nó thay đổi. Và nếu mà anh em muốn chỉnh, thì anh em có thể bấm chọn nào để chỉnh nhé. Ở đây em đã cài một số chế độ, đặc biệt là ba cái chế độ từ đầu tiên em đã cài sẵn theo yêu cầu của bác khách rồi. Đây, em test thử luôn nhá, alo thử cho bác anh em nghe và cảm nhận được cái chất âm của nó. Đầu tiên cái chế độ echo reverb nhưng sẽ nhiều vượt hơn một chút, nhiều echo hơn một chút để cho bác hát nhạc chậm nó dễ dàng hơn. Em alo thử nhé. Alo 1 2 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
lại của kép cho bác. Đây, bác sẽ nghe và cảm nhận rõ ràng luôn, nó thay đổi ngay lập tức luôn, mới chỉ nút nhấn thôi nhá. Một hai nghe thấy không ạ? Đấy, thêm một mút nữa để cho các anh em nào về giọng ca khỏe và anh em muốn là tự luyện ấy thì cái chế độ 3 mẹ nó cài sẵn cho bác, cái chế độ mà để cho các anh em hát nhiều vượt hơn và ít echo hơn. Đây, em test thử lên 1 2 2 4 5 6 7. Alo, các anh em ạ, ba chế độ ấy. Chỉ cần nút nhấn rồi anh em sẽ thay đổi các hiệu ứng riêng biệt khác nhau và mỗi thể loại khác nhau để anh em có thể hát và làm sao cho nó ưng ý của mình nhất. Và tất nhiên các bác có thể chỉnh tay hay các bác chỉnh máy đều được hết. Bên em sẽ chỉnh theo yêu cầu của bác anh em. Đấy, nó sẽ đạt được khoảng tầm 70-80%. Và nếu mà anh em mà muốn để chỉnh lại được thì anh em đều có thể hiệu chỉnh tay được hết. Và video sau thì em sẽ hướng dẫn cho anh em chỉnh tay chi tiết hơn về em vang bãi DAK 5000 bản nội địa này các bác nhé. Và anh em xem video mà các bác có nhu cầu về một combo nhỏ, các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em để bên em tư vấn cụ thể hơn cho bác anh em. Và đừng quên ủng hộ cho Út Nam, đăng ký kênh phía bên dưới nhé.